Xin chào tất cả các bạn, lại là Tớ đây. Các bạn ơi, chúng mình sẽ tô màu bức tranh nàng công chúa Pix đang ngồi quan sát này nhé. Bạn ơi, như vậy là chúng mình đã cùng nhau tô màu xong bức tranh về nàng công chúa này rồi. Các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để cùng mình tô màu những bức tranh tiếp theo nha.